Sarcoma là một cái thuật ngữ chung chỉ để chỉ một loại ung thư tìm thấy trong tất cả các cái tế bào liên kết. Thế thì chúng ta biết rồi là các cái mô liên kết thì có mặt ở khắp mọi nơi trong cơ thể. Và cái sarcoma cơ vân ấy có cái tên viết tắt là AMS thì thuộc nhóm sarcoma mô mềm ác tính và thường gặp, là một trong những cái nguyên nhân mà gây tử vong hàng đầu ở ung thư trẻ em. Đặc biệt trong đó có một cái dưới típ, đấy là sarcoma cơ vân thể hốc, là một cái dưới típ của RMS mà cực kỳ hiếm gặp ở người lớn. Và cái ca bệnh này thì chúng tôi xin giới thiệu một cái sarcoma cơ vân thể hốc ở trẻ em. Một bệnh nhân nữ 16 tuổi đến bệnh viện chúng tôi khám vì ho ra máu. Bệnh sử thì một tháng trước khi vào viện thì bệnh nhân xuất hiện ho khạc đờm lẫn máu đỏ thẫm một lần, và kèm theo tức ngực, không sốt, không khó thở, không gầy, và có gầy sút rất nhiều, thậm chí là giảm đến 8 kg trong vòng 1 năm. Bệnh nhân đã đến khám và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh, không đỡ ho thì bệnh viện đa khoa tỉnh chụp phim ngực theo dõi một cái u phổi và chuyển đến bệnh viện phổi trung ương. Khám lúc vào thì hoàn toàn là bệnh nhân ở trong cái trạng thái cũng rất bình thường, cũng không có cái gì đặc biệt. Và khi chúng tôi chụp phim X quang thường quy lên thì thấy xuất hiện một số các cái bóng mờ mà nếu như mà chúng ta mà nhìn không tinh ấy, thì rất dễ bỏ qua. Ở đây em xin trình bày một cái phim thẳng và phim nghiêng với các mũi tên như thế này. Và đứng trước một cái đứa trẻ mới có 14 tuổi và xuất hiện những cái bóng mờ phổi này thì câu hỏi đặt ra nó là cái gì? Các cái xét nghiệm cận lâm sàng thì chúng em cũng được đã làm, và thông thường về công thức máu thì bạch cầu có tăng rất nhẹ thôi, trung tính cũng gần như không tăng, và tất cả các kết quả đông cầu máu bình thường. Các cái xét nghiệm sinh hóa máu thì cũng trong giới hạn bình thường. Các cái marker về ung thư được tiến hành nằm tại bệnh viện phổi trung ương cũng trong giới hạn bình thường. Và đặc biệt là xét nghiệm với kháng nguyên kháng SARS-CoV-2 thì cho kết quả âm tính. Tất cả các xét nghiệm về nao, kể cả làm GeneXpert rồi soi đờm trực tiếp vân vân, nuôi cấy cũng đều âm tính. Rồi các cái vấn đề về mặt đo điện tim, siêu âm, đo siêu âm tim, đo siêu âm ổ bụng vân vân thì không thấy gì bất thường. Thế và đặc biệt khi mà nội soi phế quản ấy thì chúng em thấy là có dạng sung huyết, dạng tăng sinh niêm mạc phế quản gốc hai bên, có chít hẹp cái phế quản phân thủy số 10 ở bên trái, và đã lấy cái dịch rửa phế quản để làm tất cả các xét nghiệm, nhưng mà tất cả kết quả đều là âm tính, không thấy vi khuẩn nào và cũng chỉ cho là thấy xuất hiện tế bào viêm. Và bệnh nhân có một cái hạch nhỏ ở cổ bên trái và chúng em cũng đã tiến hành chọc hút, nhưng mà cho kết quả giải phẫu bệnh thì cho kết quả chỉ là một hạch viêm. Và chúng em đã cho chụp phim cắt lớp vi tính thì rõ ràng trên cái phim cắt lớp vi tính thì chúng ta thấy xuất hiện rất nhiều những cái nốt ở đây là trên cửa sổ nhu mô, thì nhất những cái nốt rất tròn, ranh giới đường bờ rất là trơn nhẵn và ở giải rác rất nhiều các vị trí hai phổi. Và đặc biệt là có một cái nốt mà nó bám sát bờ trái cuộc sống. Thì sau đó thì chúng em đã tiến hành sinh thiết xuyên thành ngực dưới dẫn cắt lớp vi tính, bệnh nhân được nằm sấp. Và cái kết quả giải phẫu bệnh ấy, ở đây thì được trả lời là một cái ung thư biểu mô tuyến. Nhưng mà tất cả những cái thông tin này thì nó đều không phù hợp với lâm sàng. Cho nên là sau đó thì các cái mô u này đã được chúng em tiến hành nhuộm máu mô miễn dịch. Thì các kết quả mà nhuộm máu mô miễn dịch này thì cho thấy là cái u này không có nguồn gốc từ tế bào biểu mô. Đó, và kết hợp với cái hình thái nhuộm HE thì các nhà giải phẫu bệnh có gợi ý đây là một cái sarcoma cơ vân. Và bác sĩ giải phẫu bệnh thì đề nghị khảo sát thêm các khu khác. Sau 2 ngày bệnh nhân được chụp CT ngực và sinh thiết thì bệnh nhân lại dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó là đã được vì là bệnh ổn định nên bọn em cho về để mà theo để điều trị SARS-CoV-2 tại nhà. Và sau đó thì do tình trạng ổn định cho bệnh nhân ra viện và về nhà cách ly theo quy định Bộ Y tế. Sau 23 ngày điều trị thì bệnh nhân đã quay trở lại viện. Khi vào viện thì chúng em làm lại cái real-time PCR đối với SARS-CoV-2 âm tính. Và bệnh nhân thì đã lúc đó thì đã được cho chỉ định chụp lại CT ngực bằng máy 64 dãy có tiêm giản quang. Thế và ở đây ấy, thì khi mà khám đợt 2 thì có một cái vấn đề là bác sĩ phát hiện ra cái khối cơ mông ở bên phải của cháu ấy, nó có một cái khối sưng rất là to. Nhưng mà đặc biệt ấy, ấn ấy, thì nó không đau, không nóng, không đỏ, không có biểu hiện gì cả. Nhưng mà sau khi mà tiêm thuốc cản quang thì chúng em đã thấy rằng là đây là một cái khối u ở cái phần cơ, thậm chí là nó đã có cái xâm lấn cả vào xương chậu. Và đặc biệt cái đặc điểm ngấm thuốc cản quang này thì gợi ý đến ác tính rất là nhiều. Thế sau đó thì bệnh nhân đã được hội chẩn và chúng em đã tiến hành sinh thiết cái khối u ở mông. Và cái kết quả giải phẫu bệnh ấy thì đã trả lời đây là một cái u cơ vân thể hốc. Và bệnh nhân sau đó thì bệnh nhân cũng đã được chúng em chụp cộng hưởng từ để tầm soát tất cả các vi căn khác thì không có cái gì bất thường. Và tổng hợp tất cả những cái chẩn đoán hình ảnh giải phẫu bệnh và đặc biệt là kết quả của nhuộm máu mô miễn dịch thì chúng em đã đi đến kết luận đây là một cái ca u sarcoma
mà vân cơ vân thể hốc mà có di căn phổi. Thế thì ở đây chúng em cũng xin đưa ra một số các cái vấn đề về tổng quan để mà các đồng nghiệp cũng cùng hiểu thêm về bệnh này. Thì u cơ vân thể hốc ấy thuộc nhóm sarcoma mô mềm và thường gặp ở trẻ em nhưng rất hiếm gặp ở người lớn, độ ác tính cao và thường cho di căn sớm, khởi đầu thường thì âm thầm kín đáo và rất ít có các biểu hiện lâm sàng ngoài cái câu chuyện gầy sút. Thì bệnh nhi của chúng tôi ấy, thì chỉ được phát hiện khi mà đã di căn phổi và gây ho, chứ còn khởi đầu ở cái khối cơ mông thì không có triệu chứng gì. Các cái khối u ác tính nguyên phát của tế bào tổ chức liên kết ấy, thường xuất hiện ở hai nơi, xương và mô mềm, và khi đã di căn thì tùy từng tạng đến mà có các biểu hiện lâm sàng khác nhau. Một số các cái tác giả nghiên cứu, ví dụ Hen và cộng sự đã nghiên cứu một, cũng báo cáo một cái ca bệnh 20 tuổi nữ và có khối u nguyên phát ở thành âm đạo, và sau đó thì cũng đã được sinh thiết và sau đó thì bệnh nhân cũng đã tử vong trong vòng 1 năm, và đây cũng được trường hợp là chẩn đoán là một cái trường hợp là u cơ vân thể hốc. Một số các cái nghiên cứu khác cũng báo cáo những cái sarcom mà xuất hiện ở xương đùi, thế rồi những cái sarcom xuất hiện ở những cái bộ phận khác thì cũng đã được các cái tác giả nghiên cứu và trong báo cáo trong rất nhiều các y văn có trên PubMed. Kuma thì lại báo cáo một cái bé trai mà có biểu hiện sarcom ở cái khu vực hốc mắt, về với được với cái vấn đề là khi cháu vào viện thì đã mất thị lực và các cái dấu hiệu khác. Thế thì cái chẩn đoán u cơ vân thể hốc ấy thì được đã xác nhận với đặc điểm hình ảnh và xét nghiệm phân tử học của khối u, trường hợp này là người ta đã sinh thiết tại chỗ. Và sau đó thì cái bệnh nhân này cũng bị tử vong do vấn đề là nó đã xâm lấn vào não. Thế thì các cái vấn đề về u cơ vân thể hốc ấy thì có thể cũng có thể xảy ra ở màng phổi, và báo cáo của New ấy thì đã đưa ra một cái ca trường hợp tương tự và gặp ở màng phổi, và một cậu bé có biểu hiện khó thở trong vòng 2 tuần thôi. Thế thì giải phẫu bệnh cũng đã cho rằng đây là một cái u cơ vân, một sarcoma cơ vân thể hốc. Và sau đó thì bệnh, nhưng có một cái đặc điểm báo cáo này đưa ra là cái bệnh này ấy, cái loại ung thư này thì gần như đáp ứng rất rất ít đáp ứng với hóa trị. Và một số các cái báo cáo khác thì cũng báo cáo là u cơ vân thể hốc ở người lớn. Đây là một báo cáo của Motoda ở một bệnh nữ 50 tuổi có khối u ở bụng và có dịch cổ trướng. Thế thì khi mà xét nghiệm dịch tế bào cổ trướng ấy thì người ta đã nhìn thấy những cái tế bào mang tính chất gọi là ác tính, và kết quả mô bệnh học thì đã khẳng định đây cũng là một trường hợp là u một sarcoma cơ vân. Thế rồi thì một số các cái tác giả khác ở trên thế giới thì cũng báo cáo là cái trường hợp mà di căn phổi thì cũng không gặp không nhiều, và thông thường ấy thì khi di căn phổi thì thông thường sẽ biểu hiện rất nhiều những cái nốt tròn và sẽ rải rác ở khắp nơi hai phổi. Và ở đây ấy thì có một vấn đề về mặt mô bệnh học ấy, thì sarcoma cơ vân được chia là hai loại là tế bào phôi, tế bào hốc, và hơn 50% cái u cơ vân thể tế bào phôi thì xảy ra ở đầu và cổ, sau phúc mạc và ở khung chậu thì là những vị trí hiếm gặp hơn. Còn thể hốc ấy thì thông thường xu thế là sẽ xảy ra ở những bệnh nhi lớn tuổi hoặc người lớn, và các vị trí di căn thường bao gồm là phổi, hạch và tủy xương. Thế và ở đây ấy thì cũng có những báo cáo là những cái sarcoma cơ vân thể hốc ấy thì cũng thường có di căn não sớm, và các cái vấn đề điều trị thì bao gồm có hóa trị, xạ phẫu, có đáp ứng ban đầu, song tỷ lệ tái phát cao, và hầu hết cái bệnh tử vong ở giai đoạn rất là sớm. Thế còn một số các cái tác giả thì người ta cũng sử dụng PET CT để mà hỗ trợ trong vấn đề mà chẩn đoán. Thế thì ở đây ấy, kết luận rằng là FDG 18 PET CT ấy thì cũng có cái vai trò nhất định trong vấn đề chẩn đoán giai đoạn và đánh giá cái gọi là điều trị các cái phục hồi ở trẻ em, đặc biệt đánh giá các tổn thương thứ phát để thay đổi các cái chiến lược điều trị. Và cái SUV mắc cao, nhiều di căn cho thấy tiên lượng xấu nếu khi chụp PET CT, và nghiên cứu cũng xác định rằng là FDG 18 cũng có giá trị trong việc đánh giá và theo dõi điều trị. Cuối cùng thì vấn đề chẩn đoán sarcoma thể hốc thì cái quan trọng số 1 đấy là chúng ta phải áp dụng các cái kỹ thuật của hóa mô miễn dịch trong chẩn đoán để tìm được cái nguồn gốc tế bào, và có vai trò rất quan trọng trong cái vấn đề sử dụng các dấu ấn dương tính và các dấu ấn loại trừ. Thì ca bệnh của chúng tôi ấy thì đã được chẩn đoán xác định bằng giải phẫu bệnh và mô bệnh học do hình thái tổn thương nguyên phát tại u cơ mông là khá điển hình. Tuy nhiên cái cách tiếp cận người bệnh từ tổn thương tại phổi nên thời gian có bị trì hoãn, và nhuộm máu mô miễn dịch ban đầu chỉ có ý nghĩa loại trừ là ung thư, là các ung thư biểu mô tại phổi và di căn hiến phổi. U cơ vân ấy là mà kết luận cho cái phần trình bày của em thì u cơ vân là một loại bệnh lý ác tính thuộc nhóm sarcoma mô mềm, thường gặp ở trẻ nhỏ và thiếu niên, ít gặp ở người lớn. Vì là u của tổ chức liên kết, nguồn gốc trung mô nên bệnh thể hiện rất đa dạng về tổn thương nguyên phát và thứ phát. Và u cơ vân thể hốc ấy là một trong những dưới tiếp của u cơ vân.
có độ ác tính cao. Trường hợp chúng tôi báo cáo là một ví dụ của u cơ vân thể hốc nguyên phát tại cơ mông có di căn phổi ở bệnh nhi có 16 tuổi và đến viện với biểu hiện lâm sàng ho ra máu, và bằng các kỹ thuật hóa môn miễn dịch và giải phóng bệnh thì chúng em cũng đã chẩn đoán xác định được ca bệnh này. Và đây là những cái tài liệu tham khảo em đào từ trên PubMed về để mà đưa ra cái phần bàn luận cho cái phần báo cáo này. Em xin hết.